Thành phố biển Nha Trang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Khánh Hòa. Vùng đất được mệnh danh là xứ Trầm, Biển Yến. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử, văn hóa lâu đời mang đậm dấu ấn của nền văn minh Chăm Pa cổ. Đặc biệt, với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và kỳ vĩ, vịnh Nha Trang là vịnh biển thứ hai của Việt Nam sau vịnh Hạ Long, được công nhận là vịnh biển đẹp nhất thế giới. Với vẻ đẹp đặc trưng trên phố, dưới biển, Nha Trang luôn khiến bao người mê mẩn, say đắm, trở thành điểm hẹn du lịch biển hấp dẫn nhất đối với các du khách, nhất là du khách nước ngoài mỗi khi có dịp đến với Việt Nam. Đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp và sôi động, ngoài việc nghỉ ngơi và thăm thú các thắng cảnh tuyệt đẹp, du khách còn có cơ hội được khám phá nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa nổi tiếng mang nhiều phong cách kiến trúc độc đáo khác nhau. Thành phố biển Nha Trang dù đêm hay ngày đều mang vẻ đẹp quyến rũ, với hình ảnh một bên là phố và một bên là biển. Đặc biệt, bãi biển Nha Trang, một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam, có chiều dài hơn 10 km, mang hình dáng như một vầng trăng khuyết duyên dáng, mềm mại, ôm lấy vịnh Nha Trang xanh như ngọc. Đây luôn là một điểm đến hàng đầu của du khách thích tận hưởng bầu không khí trong lành của biển cả. Để khám phá hết vẻ đẹp của Nha Trang sẽ là thiếu sót nếu không nói đến vịnh Nha Trang, nơi được ví như thiên đường du lịch biển của vùng Nam Trung Bộ. Vịnh Nha Trang được công nhận là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Đặc biệt, nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái nhiệt đới, đặc trưng vô cùng quý hiếm, với rạn san hô trùng điệp tuyệt đẹp nép mình dưới làn nước trong veo, cùng hàng trăm loài sinh vật biển quý hiếm đầy màu sắc. Phố biển Nha Trang hôm nay thay đổi theo từng ngày, hòa cùng nhịp sống trẻ trung, hiện đại, năng động, đổi mới và phát triển. Tất cả những gì mà thành phố biển xinh đẹp này đã và đang có thể để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách, dù chỉ đến một lần nhưng sẽ nhớ mãi không quên.